Ta như một cánh nấm đón chỉ tỏa sáng vào ban đêm. Hai giờ sáng nhưng đoạn đường như gần thêm. Bởi đêm nay có trận đấu hàng ngàn người không ngủ. Bước vào cabin bật mic, cảm xúc này không đủ. Bởi ta là người truyền lửa, con trái bóng là hỏa thần, cảm xúc là âm nhạc, ta theo đó mà thả vần. Ta là chàng đầu bếp, bóng đã là món ăn ngon, phục vụ từ cụ già cho đến tuổi trăng tròn. Một mùa giải, chúng tôi đồng hành với trái tim nghe và cả tấm lòng thành. Dù ngày nắng hay mưa rơi, dù vất vả của chưa ngơi, bước ra khỏi cabin luôn là buổi sáng trong lành. Dù cho bạn là ai sướng khổ hay giàu nghèo, mỗi bước chân bạn đi luôn có chúng tôi dõi theo. Dù cho bạn là ai sướng khổ hay giàu nghèo, mỗi bước chân bạn đi luôn có chúng tôi dõi theo. Cho đến đây rồi tỏa sáng, ta chăm chỉ như loài ong, có mật ngọt từ hoa vàng. Ta viết lên một khúc ca, phía sau mặt ảnh là lúc ta trải lời. Trái bóng sẽ không ngừng lăn, hẹn gặp lại tất cả vào mùa giải mới. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với buổi bình luận trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị khán giả ở mùa giải mới này. Một mùa giải hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị ở phía trước.